Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 21 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Lâm Đồng với công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Gặp gỡ tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế gia đình ở huyện Đam Rồng. Hải Dương, xuất khẩu cây vụ đông có nhiều triển vọng. Gia Lai chăm lo Tết cho người nghèo. Lâm Hà áp dụng công nghệ và sản xuất nông nghiệp mang lại thu nhập cao cho người nông dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay 21 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 của hai ban chỉ đạo quan trọng này. Tham dự hội nghị tại đầu cầu Lâm Đồng có ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, trong năm 2018, toàn quốc xảy ra trên 53.000 vụ phạm pháp hình sự, giảm 0,6 vụ so với năm 2017. Tuy nhiên, tình hình tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, có tổ chức, có chiều hướng tăng. Đặc biệt, một số vụ án giết người xảy ra ở một số địa phương, gây phẫn nộ trong dư luận nhân dân. Trong năm qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trọng điểm được tăng cường, tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt 80%. Hầu hết các vụ án nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra, làm rõ. Bên cạnh đó, nhiều vụ án về buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao được kịp thời phát hiện. Đã khởi tố, điều tra, đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng. Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong năm 2018, cơ quan chức năng đã phát hiện trên 200.000 vụ vi phạm, giảm 10% so với cùng kỳ. Ngành chức năng đã thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế trên 20.000 tỷ đồng, khởi tố trên 1.900 vụ, trên 2.300 đối tượng. Tại hội nghị, các bộ ngành trung ương và địa phương đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất một số giải pháp như cần triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, dự báo tốt tình hình diễn biến tội phạm để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng tình hình tội phạm hiện nay còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng và tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Do đó, các cấp ngành và lực lượng chức năng cần chủ động ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Trong đó, cần xác định công tác phòng chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách vừa phải thực hiện thường xuyên, chú trọng nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra án oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ ngành trung ương và địa phương cần xây dựng những biện pháp cụ thể trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chú ý các mặt hàng như rượu bia, thuốc lá, xăng dầu, thực phẩm chức năng, đặc biệt trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chuyển sang phần tin trong tỉnh. Chiều nay, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp nhằm nắm bắt về công tác chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh, tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Đà Lạt. Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành và các địa phương cho biết, đến thời điểm này mà công tác chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán năm nay cơ bản được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo cho người dân và du khách đón Tết cổ truyền một cách ấm cúng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Theo Sở Công Thương, năm nay đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ nguồn hàng và các biện pháp bình ổn giá, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, giá trị dự trữ cho ba nhóm hàng gồm lương thực, thực phẩm và thực phẩm tươi sống ước đạt trên 1.400 tỷ. Bên cạnh đó, triển khai các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, cung ứng hàng hóa về các địa bàn vùng sâu vùng xa. Riêng ngành điện lực Lâm Đồng đã xây dựng các phương án cung cấp điện trong và sau Tết Nguyên đán, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và các tổ chức đơn vị trên địa bàn. Một số ngành như giao thông vận tải đã chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, nhất là chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải chuẩn bị phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết. Ngoài ra, ngành Lao động Thương binh Xã hội cũng đã xây dựng kế hoạch đi thăm tặng quà,
chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng khuyết tật với tổng kinh phí ước trên 37,5 tỷ đồng. Liên quan đến công tác tuyên truyền trong dịp Tết, Đài Phát thanh Truyền Lâm Đồng cũng cho biết đã xây dựng các chương trình chuyên mục trong dịp Tết. Bên cạnh đó, đảm bảo an toàn thông tin trên làn sóng phát thanh truyền hình, kịp thời cung cấp đến khán thính giả những thông tin chương trình Tết đặc sắc. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chỉnh trang tôn tạo các địa điểm du lịch, cơ sở lưu trú, đảm bảo nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách. Các ngành y tế, công an, quân sự đã xây dựng kế hoạch trực Tết, đảm bảo về chăm sóc cho sức khỏe nhân dân, trật tự an toàn xã hội và an ninh chính trị tại địa phương. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Văn Việt đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan đơn vị và các địa phương cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý thời gian từ nay đến Tết Kỷ Hợi không còn nhiều, do đó các ngành các địa phương cần tập trung triển khai các chương trình theo kế hoạch, phải đảm bảo về mặt thời gian, đặc biệt làm sao cho tất cả mọi người dân phải được đón Tết cổ truyền ấm cúng an toàn. Chúng ta phải đảm bảo mọi người, nhất là những cái trường hợp khó khăn, có hoàn cảnh, người nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ, các cái đối tượng thì chúng ta phải đảm bảo là gì, là tất cả mọi người, tất cả các gia đình, các hộ nghèo đều phải đảm bảo các cái điều kiện để người ta đón một cái Tết ấm cúng bằng các cái nguồn lực ngân sách của nhà nước, tức là của chính quyền, của nhà nước, trung ương, tỉnh, huyện, xã, rồi sự vận động xã hội hóa, sự hỗ trợ của cộng đồng dân cư, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, của các tổ chức từ thiện, nhân đạo, đúng không? Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh còn lưu ý các ngành và các địa phương cần đảm bảo hàng hóa cho người dân mua sắm Tết, nhất là kiểm soát về chất lượng, giá cả phù hợp, xây dựng phương án đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy và kịp thời chi trả các chế độ chính sách cho các đối tượng, giúp đồng bào vui đón Tết cổ truyền. Trong phần tin tiếp theo của chương trình, nhiều sáng kiến khoa học kỹ thuật đã và đang được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý tại các đơn vị. Phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng phát triển kinh tế gia đình trong thời đại ngày nay. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và phong trào sáng kiến năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Lâm Đồng và đại diện các sở ban ngành trong tỉnh. Trong năm qua, các sở ban ngành trong tỉnh đã tiến hành tổ chức xét công nhận sáng kiến. Kết quả có 303 sáng kiến được công nhận tại 20 sở ban ngành. Trong đó có 166 sáng kiến được xem xét để công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Theo đánh giá, chất lượng sáng kiến đã dần được nâng cao, xuất phát từ yêu cầu thực tế. Từ đó đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác. Ngoài ra, các tác giả có sáng kiến đã nêu được giải pháp có tính khả thi để thực hiện và nhân rộng. Nhiều sáng kiến đã và đang được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý tại các đơn vị. Đối với các đơn vị doanh nghiệp trong năm qua, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm hơn. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng TKV, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vaccine Pasteur Đà Lạt đã công nhận 91 sáng kiến. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh cũng tồn tại một số hạn chế, như cơ chế khuyến khích mọi tầng lớp lao động tham gia phong trào thi đua sáng tạo chưa được quan tâm sâu sắc, chưa khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Ở một số đơn vị, đối tượng tham gia sáng kiến chỉ tập trung là cán bộ, công chức, viên chức, rất ít người lao động tham gia. Trong thời gian tới, ngành khoa học công nghệ Lâm Đồng phối hợp với các sở ngành, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, khích lệ, động viên, huy động trí tuệ, khả năng sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xác định rõ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật không nhất thiết là những đề tài nghiên cứu có hàm lượng kỹ thuật cao, mà những cải tiến trong thao tác, cải tạo áp dụng kỹ thuật mang lại hiệu quả trong sử dụng. Đối với hoạt động khoa học và công nghệ, cũng đã có những đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, và ngày càng khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của địa phương. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, có địa chỉ ứng dụng cụ thể, kể cả thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Đến dự và phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Hết,
Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương những kết quả mà ngành khoa học công nghệ đã đạt được và nhấn mạnh những thành tựu từ khoa học công nghệ đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị ngành tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh hiệu lực và hiệu quả, đi đôi với việc thực hiện các đề tài cấp nhà nước, các dự án nông thôn miền núi do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, triển khai trên địa bàn tỉnh để giải quyết những bài toán mang tính chất tổng thể liên vùng, liên ngành để phát triển các vùng sản xuất lớn, tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và những nhiệm vụ trọng tâm khác. Dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 cho 3 tập thể. Sở Khoa học và Công nghệ tặng giấy khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2018. Hôm nay, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn Lâm Đồng. Năm 2018, tùy vào chức năng nhiệm vụ, các sở ban ngành đoàn thể đã chủ động lồng ghép việc tổ chức thực hiện 5 nội dung và 7 phong trào một cách có hiệu quả và tích cực. Cụ thể đã giúp trên 10.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống trong chương trình đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật từ các cơ quan đơn vị cho đến thôn xóm, khu phố dân cư trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng như gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trong năm xây dựng nâng cấp 5 thiết chế văn hóa thể thao cấp xã, hình thành 12 thư viện cấp huyện và 420 tủ sách nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có gần 89% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 93% thôn buôn tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, 117 trên 147 xã phường thị trấn được công nhận là danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 94% cơ quan đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 32% người thường xuyên tập luyện thể thao. Số gia đình thể thao đạt khoảng 25% và xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ đạo các thành viên trong ban chỉ đạo cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đó là đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng tham gia các nội dung phong trào mang tính chiều sâu, tránh hình thức chạy theo thành tích, tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản quy định về xét tặng các danh hiệu, kèm theo đó là chỉ tiêu cần thực hiện như phấn đấu 89% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 95% số thôn buôn tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, 96% cơ quan đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 84% thôn buôn tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng. Hưởng ứng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, thời gian qua đã có nhiều tấm gương hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Nam Đông phát huy đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, tích cực trong học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Nhiều chị em phụ nữ đã biết vượt qua khó khăn, vươn lên làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống gia đình và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chị Đỗ Thị Thắm, hội viên chi hội phụ nữ thôn 2 xã Rômen, huyện Nam Đông là một trong những điển hình như thế. Năm 2006, gia đình chị Đỗ Thị Thắm di cư vào vùng đất mới, xã Rômen, huyện Đam Rông lập nghiệp. Cũng như nhiều gia đình khác ở thời điểm bấy giờ, gia đình chị gặp không ít khó khăn về kinh tế. Nhưng với đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó lao động, đồng thời không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, chị đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác cây trồng và chăn nuôi. Sau hơn 10 năm phát triển mô hình, hiện nay gia đình chị đã có 10 hecta trồng cây cà phê và tiêu. Bên cạnh đó, gia đình chị còn chăn nuôi hàng trăm con dê lấy thịt, hàng năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Bao nhiêu năm tháng vất vả thì bây giờ cũng có, trời thương cũng cho thu nhập rồi thì gia đình cũng ổn định, nuôi con cái ăn học được, có công ăn việc làm ổn định rồi thì cũng bằng lòng với cuộc sống hiện tại đang có, cũng nhờ chính quyền địa phương tạo điều kiện bên chị em phụ nữ cho vay vốn để mình mở rộng mô hình làm ăn, chăn nuôi rồi làm kinh tế. Không chỉ lo làm giàu cho bản thân, chị Thắm còn vận động những hội viên khác cùng nhau xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Chị luôn được các cấp hội đánh giá cao về mọi mặt, nhất là trong các phong trào thi đua, xây dựng hội. Bản thân và gia đình chị luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực
cực tham gia các phong trào hoạt động của địa phương. Nhiều năm liền, gia đình chị đạt gia đình văn hóa. Bản thân chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp biểu dương là nhân tố điển hình về phát triển kinh tế. Thì cái đấy thì người phụ nữ Việt Nam thì ai người ta cũng như thế thôi, cũng chịu thương chịu khó rồi cố gắng vun vén cho gia đình rồi thì nó cũng có ngày hôm nay thôi. Thế đội với chỗ nhà hồ gia đình chị Đỗ Thị Thắm á, thì là trong 5 năm liên tục là được bình xét là hộ gia đình làm kinh tế giỏi của cấp huyện, và năm 2017 thì chúng tôi đã đề nghị và dự cái hội nghị biểu dương phụ nữ toàn quốc là phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, phụ nữ làm kinh tế giỏi tỉnh Lâm Đồng. Và thông qua các cái hoạt động đó thì không những là làm kinh tế mà chị Thắm là chị đang còn giúp đỡ các cái hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn 2 xã Romen. Các cái hoạt động nhân đạo từ thiện thì chị cũng đều tham gia cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã để giúp đỡ cho các cái con em học sinh nghèo, rồi là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với đức tính cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, những thành quả đạt được hôm nay của chị Đỗ Thị Thắm thật đáng trân trọng. Chị đã và đang góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ nông thôn ngày nay, góp sức vào dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp. Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước với nội dung đáng chú ý. Nhiều triển vọng xuất khẩu cho cây trồng ở tỉnh Hải Dương. Gia Lai quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo. Thưa quý vị, để biết tận dụng yếu tố thời tiết và biết cách tổ chức sản xuất hợp lý, thì vụ đông chính là vụ sản xuất hàng hóa lớn, mang lại giá trị kinh tế cao. Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong ngày kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại Hải Dương vừa mới được diễn ra. Đây là vùng chuyên canh cà rốt với diện tích tập trung lên tới gần 200 ha. Thời điểm này, giá thu mua tại ruộng chỉ từ 3.500 đến 4.000 đồng một kg, tương đương khoảng 4 triệu đồng một sào. Theo người dân, mức giá này giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Bà con đức chính là cũng rất chăn trở là cánh đồng bao la cà rốt thế này mà giá nó hơi thấp thì là cái thu nhập của bà con là không được bao nhiêu, tại vì chi phí giống vốn. Trong khi đó, tại các nhà máy chế biến xuất khẩu thì tình hình lại khác. Ngay từ những ngày đầu năm, doanh nghiệp này đã liên tiếp có đơn đặt hàng từ các thị trường Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và cả Trung Đông. Đại diện doanh nghiệp cho biết, các nước có nhu cầu rất lớn, vấn đề là phải đảm bảo được các tiêu chuẩn khắt khe của từng thị trường. Ví dụ như Nhật Bản, anh phải xem là từ đất đai, nguồn chăm bón, nước nuôi, đấy là cái nơi mà người ta phải kiểm tra đất đấy, kiểm tra vi sinh vật, người ta kiểm tra an toàn vệ sinh lên hàng đầu. Miền Bắc của chúng ta có một cái mùa đông lạnh. Mùa đông lạnh này thì các họ rau của vụ đông sẽ phát triển rất tốt, trong khi thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là những cái nước mà tiêu thụ rất mạnh cái sản phẩm rau quả thì người ta lại không sản xuất được vì thời tiết quá rét cực đoan. Chính vì thế chúng ta phải coi yếu tố nhiệt độ mùa đông lạnh của miền Bắc chúng ta cũng là một cái tài nguyên quý cần phải tận dụng. Chính việc phát triển hình thành những vùng hàng hóa của rau vụ đông đã góp phần đưa một cái giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác rất cao. Những năm qua, đồng bằng sông Hồng đã chú trọng phát triển vụ đông. Tuy nhiên, như câu chuyện của cây cà rốt, không phải ở đâu cũng có thể đạt chuẩn xuất khẩu. Trong khi những vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến không có đủ hàng để bán, thì những hộ sản xuất nhỏ lẻ lại rất bấp bênh. Nếu vụ năm 2018 có giá bán từ 6 đến 8 triệu đồng một sào, thì vụ này chỉ được từ 3 đến 4 triệu đồng một sào. Hải Dương thì cũng đang cố gắng hình thành các cái nhà máy để rồi chế biến. Nhưng mà rõ ràng ấy là cũng chưa đáp ứng được. Nhưng mà chúng tôi đang có một cái chiến lược tức là thế này. Không nếu như chưa chế biến được thì sẽ xây dựng một số những cái kho lạnh. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng chừng nào còn nhỏ lẻ và tự phát thì đầu ra còn bấp bênh. Vì vậy, muốn phát triển bền vững, có thị trường ổn định thì người dân phải tham gia liên kết gắn với công nghiệp chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu. Không chỉ được biết đến với vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên mà khu du lịch Hồ Ba Bể Bắc Cạn còn thu hút du khách bởi các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc. Từ sự độc đáo trong nếp sống, nếp sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, du lịch cộng đồng ở Hồ Ba Bể ngày càng phát triển mạnh mẽ và nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của du khách ưa trải nghiệm, khám phá. Là một trong những hộ kinh doanh homestay đầu tiên ở bản Bắc Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, chị Dương Thị Thỏa cho biết khách Tây thì quanh năm, tháng nào cũng có đều. Khách Việt thì mấy năm nay, nhất là thứ Bảy Chủ Nhật lên rất đông. Thì làm du lịch từ năm 94.
Nhưng mà phát triển thì đến năm 2000 thì mới phát triển. Đời sống của gia đình cũng được cải thiện. Mỗi tháng thì đón tầm 300 lượt khách. Hiện xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể có 40 hộ kinh doanh dịch vụ homestay phục vụ du khách khi đến Ba Bể. Nhờ đó, du khách có cơ hội cùng làm, cùng sống, cùng giao lưu trực tiếp với người dân vùng Hồ Ba Bể trong những ngôi nhà sàn truyền thống, trong các bản làng để tìm hiểu thêm về đời sống sinh hoạt của người dân bản xứ. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng những cái hạ tầng cơ sở phục vụ thiết yếu nhất, làm tốt hơn công tác phục vụ du khách mỗi khi người ta đến với danh thắng quốc gia Hồ Ba Bể. Cái thứ hai là công tác bảo vệ môi trường thì chúng tôi sẽ có những giải pháp thiết thực cụ thể để mà giảm thiểu tối đa nhất những cái tác động xấu nhất đến cái cảnh quan môi trường. Hôm nay đến tham quan Hồ Ba Bể, tôi thấy môi trường cảnh quan tự nhiên rất xanh, sạch, mặt nước hồ trong. Hy vọng chuyến đi trải nghiệm sẽ rất thú vị. Tôi cũng rất thích Hồ Ba Bể và con người ở đây. Cảnh quan thiên nhiên rất đẹp. Hy vọng chúng tôi sẽ có chuyến đi thú vị và có cơ hội chúng tôi sẽ quay trở lại nơi đây. Du lịch cộng đồng phát triển giúp người dân vùng Hồ Ba Bể có thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo. Mặt khác, để du lịch cộng đồng phát triển cũng cần phải nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Rất nhiều du khách đã quay trở lại Ba Bể không chỉ một lần bởi họ cảm nhận được lòng hiếu khách, sự cởi mở và chân thành của người dân nơi đây. Những ngày cận Tết tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2018 từ công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, công tác chăm lo Tết cho những hộ gia đình khó khăn đang được Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh với mục tiêu gia đình nào cũng được đón một mùa xuân ấm áp. Tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc nhằm đảm bảo để mỗi gia đình, mỗi người dân đều có Tết đầm ấm. Đầu năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch về vận động hỗ trợ chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng, các tổ chức thành viên vận động tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo bị thiên tai bão lũ vùng sâu vùng xa. Từ nguồn quỹ vì người nghèo của tỉnh, Chủ tịch các Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trực tiếp đi trao quà cho các hộ nghèo tại các huyện thành phố trong tỉnh với tổng 1.500 suất quà trị giá gần 1 tỷ đồng, ưu tiên cho các hộ nghèo vùng sâu vùng xa, gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện thành phố trích từ nguồn quỹ vì người nghèo cấp mình để thăm và hỗ trợ cho hộ nghèo phù hợp với điều kiện của địa phương. Mặt trận đã có xây dựng kế hoạch vì cái quỹ hạn chế, còn hạn chế sẽ phân bổ quỹ sử dụng vì người nghèo phân bổ cho học sinh nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó và đồng thời cũng là trong dịp Tết cũng là thăm hỏi và tặng quà những cái các hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Chúng tôi gặp rất là nhiều thuận lợi trong cái việc mà huy động quỹ ngày vì nghèo. Cái việc chăm lo Tết cho người nghèo thì chúng tôi hàng năm là ngoài cái việc mà xét những cái hộ được nhận quà của mặt trận cấp trên thì chúng tôi cũng xét từ 5 cho đến 10 hộ được nhận quà của từ quỹ ngày vì nghèo của thị trấn. 400.000 trên một suất. Và ngoài cái việc đó thì chúng tôi chỉ đạo và hướng dẫn cho các cái ban công tác mặt trận. Ở khu dân cư thì mỗi ban công tác mặt trận phải huy động từ 3 đến 5 suất để tặng cho người nghèo ở các khu dân cư, cùng với lại các cái phong trào, các cái chương trình tặng quà khác của chính phủ cũng như là các tổ chức từ thiện. Thì đa số là tất cả các hộ nghèo trên địa bàn thị trấn chúng tôi trong những ngày Tết Nguyên đán hàng năm đều được nhận các phần quà, đều được chăm lo, được quan tâm. Trong năm 2018, quỹ hỗ trợ vì người nghèo toàn tỉnh đã huy động được gần 9,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai xây mới 140 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 49 căn, giúp đỡ phát triển sản xuất kinh tế, khám chữa bệnh và trao học bổng cho học sinh nghèo với số tiền gần 9,7 tỷ. Ngoài ra, từ nguồn quỹ cứu trợ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xuất hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiên tai hỏa hoạn, xây dựng nhà ở, gia đình các em học sinh bị tai nạn đuối nước, người nghèo mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa 463 triệu đồng. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó có rất nhiều điểm mới nâng cao cả chất và lượng. Thì Mặt trận tỉnh cũng tổ chức một cái đoàn công tác
sang thăm tặng quà cho người Việt Kiều ở tỉnh Ratanakri của Campuchia, tạo điều kiện cho bà con của chúng ta cũng có cái điều kiện đón Tết với khoảng 100 xuất quà, mỗi suất là 500.000 đồng. Bên cạnh đó nữa thì tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức các chuyến xe nghỉ tình đưa người lao động rồi các cái công nhân xa quê có điều kiện về quê ăn Tết. Bên cạnh những hoạt động chăm lo về vật chất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng chú trọng công tác chăm lo đời sống tinh thần cho bà con. Rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới được tổ chức tại các khu dân cư trên địa bàn. Tuy nhiên, đối với người nghèo, mỗi lần Tết đến là một lần lo toan. Tại Gia Lai, số hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn nhiều, cuộc sống còn khó khăn, rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, Mặt trận các cấp vẫn đang tích cực kêu gọi vận động các nguồn lực để tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người nghèo trong thời gian tới. Lễ hội bánh chưng vừa được tổ chức tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, gần 120 du khách đến từ nhiều quốc gia đã được trải nghiệm làm bánh chưng cùng người Việt. Lễ hội bánh chưng năm nay được tổ chức với một không gian tràn ngập hương vị Tết cổ truyền. Điểm đặc sắc nhất của lễ hội lần này là hội thi khách quốc tế làm bánh chưng bằng lá dong. Đây là loại bánh không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt ta, nhưng đối với khách quốc tế thì khá xa lạ. Trong những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc Việt, du khách quốc tế háo hức khi được tận tay gói những chiếc bánh chưng. Ngoài ra, không gian lễ hội bánh chưng năm 2019 còn có các gian hàng tái hiện lại một số hoạt động ngày Tết cổ truyền như viết chữ thư pháp, làm tò he, cào cào lá tre, gian hàng ẩm thực với những món ăn ngày Tết. Thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay, áp dụng công nghệ thông minh và sản xuất thủy canh tăng năng suất mang lại thu nhập ổn định cho người dân tại huyện Lâm Hà. Thưa quý vị, với hơn 11.000 ha nông nghiệp công nghệ cao chiếm gần 24% diện tích canh tác toàn huyện, Lâm Hà hiện được xem là địa phương có nhiều tiềm năng cung ứng cho thị trường sản phẩm nông nghiệp sạch. Với mục tiêu đóng góp cho chuỗi nông sản trong tỉnh, Lâm Hà đang phát triển nông nghiệp công nghệ cao với những bước đi cụ thể. Trang trại sản xuất nông nghiệp của công ty Long Đỉnh, một trong những điển hình về nông nghiệp công nghệ cao của huyện Lâm Hà, nơi rất thành công trong sản xuất chè với các loại sào thương phẩm. Cà chua, dưa leo baby hay dâu tây các loại là những sản phẩm khá phổ biến và đặc trưng lâu nay chỉ có ở thành phố Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng. Nhưng giờ tại trang trại này đều có tất cả. Thế nhưng điều chúng tôi muốn nói đến đó là công nghệ để tạo ra những sản phẩm chất lượng như thế này. Để cung cấp một sản phẩm sạch, áp dụng những phương pháp hữu cơ, bọn em sử dụng từ nguồn thực vật cho chất lượng tốt hơn sản phẩm ở ngoài, vì nó ăn thì có mùi và vị như là mùi vị từ trong tự nhiên. Dựa trên yếu tố môi trường tự nhiên kết hợp với sản xuất khoa học, ở Lâm Hà, nhiều mô hình được các doanh nghiệp và người dân áp dụng công nghệ thông minh vào sản xuất thủy canh, nông nghiệp hữu cơ. Phương pháp này đã giám sát sự sinh trưởng, kiểm soát sâu bệnh của cây trồng, đặc biệt là kiểm soát bất lợi về môi trường. Ứng dụng cái công nghệ này vào thì tự dưng chúng tôi là giảm được cái tiền đầu tư, và người nông dân mục đích cuối cùng là hạch toán ra, sản xuất ra sản phẩm để phục vụ cuộc sống thì chúng tôi thấy có lại. Bên cạnh sự nỗ lực của người dân thì chúng tôi nghĩ là cần có sự kết hợp của khoa học kỹ thuật và những cơ quan chức năng kết hợp. Đến thời điểm này, Lâm Hà đã phát triển trên 11.000 ha nông nghiệp công nghệ cao, tăng 1.200 ha so với cuối năm 2017. Ngoài cà phê, diện tích rau hoa đạt 255 ha. Các mô hình trồng rau hoa ứng dụng công nghệ cao đã phát huy hiệu quả, cho thu nhập cao gấp từ 4 đến 5 lần so với các loại cây trồng khác. Doanh thu đạt từ 500 đến 800 triệu đồng một hecta. Rõ ràng đổi mới phương thức vào sản xuất cho thấy hiệu quả rõ nét. Đây là cái xu thế phát triển của thời đại, cũng như là cái lựa chọn của cái yêu cầu của thị trường mà người sản xuất là phải đáp ứng. Do vậy thì người dân đã nhận thức được cái vấn đề, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để nâng cao cái nhận thức. Cái thứ hai nữa là cũng hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp để bảo đảm làm sao cái giá trị sản xuất nó phải đạt cái hiệu quả cao hơn. Áp dụng khoa học công nghệ trên nền tảng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, huyện Lâm Hà đã và đang tiếp tục hình thành các mô hình nông nghiệp kiểu mới. Trong đó, chú trọng phát triển trang trại, tổ hợp tác, hộ gia đình để từng bước nhân rộng. Hướng đi này không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền nông nghiệp địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.